Hello, các bạn thấy ốc chưa? Mới ngủ dậy, ngủ một trận không biết gì luôn, ngủ như ngất luôn. Đồng hồ reng mấy lần tắt ngủ tiếp. Hey. Chào em yêu Lê Dương Bảo Lâm, chào Kim Thoa. Ủa? Dương Lâm em về chưa? Đi Ấn Độ về chưa? Chào Khang Lê, Mi Châu, Trang Đặng. Để ông chia sẻ lại bên page. Bà Thắng, hello anh thân yêu. Chào Hoàng Bảo Long, chào anh Sơn Nguyễn, em chào anh. Chí Rùa đang đây nè anh. Cháu không tuổi. Cảm ơn si bắt treo Hải. Cảm ơn anh ạ. À. Anh Đỗ Đức Thịnh, trời ơi, hôm nay em hot quá. Anh Đức Thịnh anh không đi quay hôm nay à? Có em luôn. Tàu Huỳnh Nhật Đăng, Huỳnh Phương thả tim. Trời. Hello, Huỳnh Phương là trong team đi chụp hình cùng với Ốc ở bên đây thì Ốc đi cùng với Chí Rùa, đương nhiên rồi, tại vì đi chụp lại hình kỷ niệm mà. Và Ốc đi cùng với ekip của photo Sam Nguyễn. Nhóm của Sam Nguyễn thì có 5 người, Ốc với Chí Rùa nữa là 7, và cả nhóm ở trong căn hộ trẻ nhỏ xinh xinh gần Miên Đon, ở chung cho tiện cho việc di chuyển cùng nhau, rồi sửa soạn biến hình, make up, thay đồ nó sẽ tiện. Ở đây là có bếp nên là có thể tự nấu. Chia sẻ lại trên page. Chào Phương Thảo, Phạm Nguyễn, Crystal, Tường Vi, Bảo Trung. Ê, chị yêu Trúc Trần. Chào chị yêu anh Lê. Chị thấy em rồi. Hello em yêu Hải Linh, Trần Trang. Trời ơi, anh Dương Trần Tiến. Chị vừa nói với em là dạo này anh mê, anh đam mê cá quá rồi đúng không? Nhưng mà nhớ nha, nhớ đừng bỏ bê du lịch nha anh nha. Chào Malinda, Chitty, Tuệ Phương, Hà Trần. Chị gầy quá. Ồ, hôm nay mặc Ốc đang chưa có thay bộ đồ chính. Lúc nào qua đây mà trời lạnh, hoặc đi đâu trời lạnh là cũng phải mặc sẵn một cái bộ đồ giữ nhiệt đó, bộ đồ giữ nhiệt đó, mặc bên trong vậy đó nó mới ấm. Nên là mọi người là lưu ý ha, đi đâu mà mùa lạnh đó, là mình phải có đồ giữ nhiệt, mình sẽ giúp cho người của mình luôn luôn ấm và không cần phải mặc quá nhiều lớp. Chà, nhiều quá, thích cái cuộn tóc. Thích cái cuộn tóc thần thánh. Khổ lắm anh, tại vì do em cắt cái mái đó. Mà hôm qua đi sân bay thì Ốc đội nón cho nên là cái mái nó bị mất nếp, bây giờ phải cuộn nó lên. Cái cục này là ca cao hả, nó cứ lấy nó giấu hoài à. Sáng nào cũng đi kiếm hết á. Ok thôi, không có kịp nhiều thời gian, tại vì bên đây là đã gần 6 giờ rồi và đói meo một đám hết rồi, thế nên là Ốc sẽ biến hình nhanh nhanh thôi. Ốc biết là chắc cái khúc này là có nhiều anh sẽ không có quan tâm đâu, tại vì chuyện này là chuyện của chị em phụ nữ. Nhưng mà thôi kệ đi, nghe em nói xàm mới nhảm đi. Trời ở bên đây đang vẫn là mùa lạnh. Hàn Quốc mà, nên xứ này lúc nào cũng rất là lạnh. Và Ốc rất là quan trọng cái việc dưỡng ẩm, cũng như là ngày nào đi quay đi chụp thì đương nhiên là sẽ phải sửa soạn kỹ lưỡng rồi. Còn nếu mà đi bình thường thì chỉ đơn giản thôi. Hồi nãy về đến đây thì Ốc đã rửa mặt hết rồi, và đây là cái mặt mộc của tôi 100%. Ngày xưa là dù có để mặt mộc thì cũng phải có một chút xíu son, tại vì không thì trông nó rất là nhợt nhạt, còn bây giờ thì không cần nữa. Tại vì mình đã phun môi đó các bạn à, mình không có cần phải thêm son nữa. Ốc sử dụng cái chai này, So Natural Cerapeptic Oil Finisher. Ốc rất là thích cái chai này, tại Ốc Mama cũng có. Cái chai này nó sẽ giúp mình dưỡng ẩm sâu cho làn da của mình mà nó ở thể xịt, nên là nó sẽ tạo ra cái lớp da nó hơi căng bóng
nhẹ vì nó vẫn là oil, là dầu, và nó sẽ chống lão hóa, là wrinkle, và nó là cái chai xịt dưỡng 3 tầng. Đây cũng là một trong những cái sản phẩm rất là hot trend của So Natural thời gian vừa qua. Đây là cái thương hiệu mà ra rất là nhiều sản phẩm hot. Ốc xịt như vậy á, thì để cấp nước cho làn da của mình. Cái môi này là không có son nha bạn. Nên là các bạn nào mà đang phân vân cái chuyện là có nên phun môi hay không thì cứ nhìn mặt bà Ốc là biết là nên. Vì nó sẽ thay cho cái màu môi mà mình mong muốn một cách tự nhiên, để cho gương mặt của mình nó không có bị nhợt nhạt. Thì Ốc phun màu màu cam pha một chút xíu hồng, nhưng mà nó vẫn là tông cam. Em cũng đang thích và muốn dùng thử lắm. Phương Thảo Huỳnh, ok à, cái này thực sự là rất là hot, cho nên là nhiều khi Ốc không có hàng nhiều, nhưng mà để Ốc check lại cái kho tại Ốc Mama xem. Bây giờ Ốc sẽ ghim cái bình luận cho mọi người biết tiệm của mình nha. Ok, rồi Ốc sẽ check lại kho và Ốc sẽ lấy cái em này về để cho mọi người có cái sản phẩm tốt này mà xài. Đợt trước thì Ốc có, nhưng mà đợt này thì có thể là hiện tại thì không có còn, nhưng mà chắc không sao đâu, hàng sẽ về nhanh thôi. Chị Ốc xin cảm ơn em Nguyễn Huyền, Lê Hồng Ân. Rồi, sau khi xịt dưỡng xong, Ốc sẽ sử dụng một chút cái kem dưỡng dành cho vùng mắt. Thì đây là cái kem mà siêu siêu dưỡng dành cho vùng mắt. Trên kệ của Ốc á, hiện tại thì có thêm rất là nhiều những dòng sản phẩm của Đức, nội địa của Đức, tức là sản phẩm mà chuẩn châu Âu đó các bạn. Tại vì Ốc có các sản phẩm của Mỹ này, của Nhật này, của Hàn Quốc, đa phần là Hàn Quốc, và có thêm một số những sản phẩm của Đức nữa. Cho nên Ốc chọn lựa những cái dòng nào mà là sản phẩm chất lượng của châu Âu với cái giá hợp lý để đem về. Thì thương hiệu Dear Dermai Laboratories, sorry các bạn, Laboratories cái này nó hơi khó đọc. Dermai Laboratories, trời ơi, Dermai Laboratories rồi, thôi nhớ Dermai thôi. Thì cái này á, nó giống như hình cái ống tiêm vậy đó, nó là kem siêu dưỡng dành cho vùng mắt, nên là các bạn hãy nhớ rằng là cái vùng mắt của mình á. Chị xin có đi kém hơn em Mai Đình. Vùng mắt của mình nó rất là cần được quan tâm, cho nên là đừng bao giờ bỏ qua cái việc dưỡng mắt nha. Đừng nghĩ rằng là đến buổi đêm mình mới dưỡng mắt, mà ngay cái bước trang điểm hoặc là dưỡng da thông thường thì bạn cũng nên ưu tiên cho cái việc dưỡng cho vùng mắt. Bạn massage nhẹ nhàng để những cái hoạt chất ở trong cái dòng kem này. Đây là super filler lift, tức là nó sẽ nâng cơ, rất là nâng cơ luôn. Siêu phục hồi cho cái vùng da bị trùng ở đuôi mắt nè, quầng mắt nè, bầu mắt nè, và cả những cái vùng thâm nữa. Các bạn cũng thấy là mắt của Ốc thực sự là cũng có nếp nhăn, tuy là nó không có quá nhiều so với cái tuổi 35 của mình, nhưng mà nó vẫn có, là nhờ mình rất là siêng trong cái việc dưỡng da mắt. Đừng có để cái quầng mắt của mình nó bị cái bầu mắt nó trùng xuống thì nó làm cho mình bị rất là già đó. Cho nên các bạn chịu khó ha. Thì Ốc đang sử dụng cái kem siêu dưỡng cho cái vùng da mắt Dermai Lip Super Filler của Dermai. Hàng này là hàng của Đức, có mặt trên kệ của Ốc Mama. Nó thấm rất là nhanh cho nên nó không có nhờn gì hết. Có bạn hỏi là Ốc đang dùng son màu gì vậy cho mọi người biết, thì Ốc nói là Ốc không có dùng son, hiện tại là Ốc không có đánh son gì hết. Đây là cái màu môi sau khi mà Ốc đã phun môi ở em Huyền Siro, thì Ốc không cần phải đánh son liên tục nữa. Ốc chỉ cần sử dụng son dưỡng thôi là vẫn có thể ra đường. Và gương mặt này của Ốc là hiện tại là không có make up, lông mày phun rồi, mí mắt phun luôn rồi các bạn, và môi cũng đã phun rồi, tiện không? Quá tiện. Rồi, Ốc đã dưỡng cái vùng mắt xong rồi. Võ Phạm Minh Châu, bạn nói là bạn bị thâm mắt lắm, nhung tay hỏi bao nhiêu một tuýp dưỡng mắt. Tuýp dưỡng mắt lift này của Dermai thì giá là khoảng tầm 350 tại kệ của Ốc Mama, và Ốc đã đem cái em này trực tiếp từ Đức để mà đem về kệ của mình. À, trong những cái sản phẩm mà hiện có của châu Âu á, tại tiệm của Ốc á, thì còn có rất là nhiều những sản phẩm khác. Cái này thì Ốc sẽ để dành để buổi tối mình mới dưỡng, nhưng mà Ốc luôn luôn mang theo như thế này. Nhiều khi trên máy bay á, mình cần dưỡng thì các bạn cũng có thể dưỡng luôn. Những cái chuyến đi xa thì mình nên mang những cái vỉ nó nhỏ nhỏ như vậy nè, rất là tiện luôn. À, các bạn biết là những cái viên nang dưỡng này nè, nó thực sự nó rất là hỗ trợ.
cho làn da của chúng ta, nhưng mà nó vô cùng tiện lợi vì nó chỉ là những cái viên nang nhỏ. Mỗi lần thì mình sẽ sử dụng một cái viên nang này cho cả mặt và cổ. Thì ông nói ví dụ như là hãng Dermamine là họ có cái dòng này. Đây là super filler, cái viên nang này thì nó giúp nâng cơ tuyệt đối luôn. Nên là nó sẽ có giá hơi cao hơn một chút so với những viên còn lại. Rồi, cũng là cùng hãng thì có cái em này, nó là Sofof, cũng là lift, cũng là hỗ trợ nâng cơ, nhưng mà nó sẽ ở cái cấp độ mà dưỡng da nhiều hơn, cho nên giá nó mềm hơn một chút, của cùng hãng luôn. Còn hai cái em này á, nó là của Spa Benz. Cái Spa Benz này của Đức á, thì cũng là một thương hiệu mà họ cũng sản xuất những cái viên dưỡng da. Thì nó có viên Perfect Skin, nó là viên beauty để giúp cho da của mình mềm mượt và nó thấm ngay lập tức luôn. Hoặc là viên Refo Hold, nó là anti-age, tức là chống lão hóa. Thì cái, hai cái em này thì nó có cái giá nó mềm hơn, thì rất là tiện ha, để mình sử dụng. Ngoài ra ốc có đem cả mặt nạ vàng nữa để còn sử dụng, nhưng mà tiện không? Mặt nạ vàng Isana là mặt nạ vàng dạng lột Pure Mash. Và cái mặt nạ vàng mà của Spa Benz này, cái tên Đức nó hơi khó đọc các bạn, thì nó cũng là mặt nạ vàng, nhưng mà nó là dạng đắp, nó nhỏ gọn như thế này thôi, và một set thì nó có hai miếng, thì mình cứ đi mình đem theo như vậy là rất là tiện. Rồi, và quay trở lại với những dòng sản phẩm mà ốc đang sử dụng, thì ốc có mang theo cả em này nữa, vì cái em này nó là dòng serum 14 ngày, nó sẽ giúp phục hồi. Tại sao mà ốc sử dụng cái em này là lý do đợt vừa rồi ốc làm việc khá là nhiều, và da của mình á, mình cảm thấy là nó cũng có nhiều cái dấu hiệu liên quan đến sự mệt mỏi và xuống sắc, cho nên ốc hay sử dụng những cái liệu trình phục hồi 14 ngày của em British Skin Repair Galactomycet, và ốc sử dụng chính cái em này để mà làm cái lớp lót cho việc mình sử dụng kem dưỡng 3 ngày luôn. Thì cái em này nó có thành phần Galactomycet 100% và nó ở thể nước, cho nên nó thấm rất là nhanh. Thì đây là sản phẩm mà của thương hiệu British Skin ốc mang về tiệm của mình. Những cái em hồi nãy mà ốc vừa đưa lên á, thì ốc sẽ sử dụng nó để dưỡng da ban đêm. Còn bây giờ ban ngày ốc sẽ sử dụng cái dòng serum phục hồi này, nó thấm rất là nhanh và nó là thể nước các bạn. Phương Thảo Huỳnh nói là có nhiều sản phẩm mới quá mà không thấy đăng bài, cho nên không có biết nhiều. Các bạn biết sao, ốc bận quá, vừa mới đi Mỹ về đó, rồi loay hoay có mấy ngày đi quay nữa. Sau cái bước xịt dưỡng vừa rồi thì ốc sử dụng thêm cái dòng serum 14 ngày phục hồi của British Skin Repair 14 ngày. Cái chai này thực sự nó rất là thần thánh, nhìn nó là dạng nước như vậy thôi nhưng cái khả năng phục hồi của nó rất là tốt, cho nên là các bạn có thể luôn sở hữu nó trên cái kệ của mình, để mà bạn luôn cho da của bạn cái cơ hội để nó phục hồi tái tạo. Nó giống như cái hình thức detox cho làn da của mình vậy. Nếu mà da của mình đang bị xuống cấp thì bạn sử dụng nó trong cái liệu trình liên tục 14 ngày để cho da mình nó được cải thiện về cái tình trạng nó ổn định nhất. Rồi sau đó bạn dưỡng cái gì cũng dễ. Còn không thì bạn có thể sử dụng giống như ốc, tức là cứ một đợt mình thấy da mình hơi mệt thì mình lại dùng xen kẽ kem serum 14 ngày với thành phần Galactomycet 100% này để mà mình giúp cho da của mình nó khỏe hơn. Ốc hay sử dụng như vậy. Thì em này giá nó cũng hợp lý thôi. Giá tại tiệm ốc thì một chai serum phục hồi, serum repair 14 ngày Galactomycet của British Skin giá là 55ml. Một chai như thế này là 790.000 đồng, trong dung tích là 55ml, thì ốc thấy nó cũng hợp lý. Rồi, sau cái bước dưỡng, da mỏng vẫn phục hồi được em, tại vì nó là thể nước và cái thành phần Galactomycet này nó rất là an toàn. Nó sẽ giúp cho da của mình mau chóng trở về với hiện trạng bình thường. Khi mà cái hiện trạng nó bình thường rồi thì lúc đó mình muốn dưỡng hay mình muốn làm gì cũng được. Chứ còn nếu mà da mình nó không ở cái hiện trạng nó cân bằng á, thì mình dưỡng gì nó cũng không có tác dụng. Thì nó là ở cái thể nước cho nên nó rất là lành tính. Và cái thành phần Galactomycet 100% này, nó chính là cái thành phần mà có trong cái bộ sản phẩm nổi tiếng toàn cầu SK2 của Nhật Bản đó các bạn. Nay nó cũng được chiết xuất ở trong cái chai serum repair, hay còn gọi là serum 14 ngày của British Skin. Sau cái bước dưỡng thì ốc sẽ sử dụng đến cái em này. Mọi người chịu khó cập nhật nha. Nghe thì thấy giải thích nó hơi nhiều vậy thôi, chứ thực sự nó cũng không có phức tạp. Ốc đang sử dụng cái bước dưỡng cho ban ngày, tức là không phải là bước dưỡng ban đêm ha, nên là nó sẽ đơn giản hơn so với việc mình dưỡng ban đêm. Chào em yêu Huyền Siro, nãy giờ chị đang nhắc đến em đó, chị nói là nhờ cái mặt mà đã được em phun nên là chị trông dễ coi hơn và không cần phụ thuộc quá nhiều vào việc trang điểm nữa. Thì bây giờ ốc sẽ đi ra đường để
đi ăn với chú rùa và ekip của Sam Nguyễn, nên là ốc sẽ biến hình rất là nhanh thôi. Nhưng mà tại vì giải thích để cho mọi người biết hơn về những sản phẩm mà mình sử dụng, tùy theo những cái đợt đi phụ thuộc vào đến nơi nào mà ốc sẽ sử dụng những sản phẩm phù hợp. Thì đây là một dòng rất là nổi tiếng của thương hiệu Basle. Đây là thương hiệu của Pháp các bạn, nhưng mà nhà máy của họ thì đặt tại Hàn Quốc. Nó là Basle Magic Snow White Cream. Đây là loại kem dưỡng bạn dùng cho ban ngày ha. Tại vì cái bộ này nó có cả kem dưỡng ban đêm nữa. Cái hộp của nó hình cái bông tuyết trắng và hộp tròn rất là đáng yêu. Nếu mà bạn đến nơi nào mà bạn muốn trông da mặt của bạn nó trắng, nó sáng mịn, tự nhiên và nó có độ ẩm nha. Tại vì ở Hàn Quốc hiện tại vẫn đang rất là lạnh, thì bạn nên sử dụng cái em này. Nó là ở trong cái hũ tròn như vậy. Ốc sử dụng cái kem này ha. Ốc sẽ bôi cho các bạn nhìn. Nó là một cái chất kem lỏng màu trắng. Ốc sẽ bôi nửa mặt cho các bạn nhìn thấy sự khác biệt. Nó sẽ giúp da của mình sáng bật tông ngay tức khắc luôn. Nhưng mà nó rất là ẩm chứ nó không phải nó khô. Tại vì nó khô là mình khó bôi lắm. Bạn Phương Thảo Huỳnh mới nói là mới mua chai biên lúc dùng thích lắm. Mọi người nhìn nha. Ốc sẽ bôi cái dòng kem này. Đây là dòng kem ban ngày ha. Nó có chống nắng nhẹ các bạn. Tại vì giờ này bên Hàn là gần 6 giờ tối rồi. Thay vì sử dụng kem dưỡng thông thường mà nó không giúp làm đều màu da thì ốc sẽ sử dụng cái em này. Thì trong cái da của mình nó sẽ trắng mịn hơn. Nó bật tông các bạn và nó vẫn cấp ẩm, không có lo da mình bị khô. Hoàng Lan hỏi nhiệt độ bao nhiêu? Hiện tại bên này thì buổi tối xuống nhiệt độ còn tầm 3-4 độ. Ban ngày thì hôm nay ốc thấy có nắng cho nên chắc khoảng mười mấy. Ngày mai có mưa thì nó chỉ khoảng cỡ từ 8 cho tới 11 độ thôi. Nhưng mà Hàn Quốc mà. Tên nước là Hàn Quốc, tức là cái nơi này á, rất là lạnh các bạn. Ví dụ như cũng tầm 10 độ nhưng mà ở nơi khác thì mình cảm thấy nó không có phê lắm. Ví dụ như ở Úc á, thấy nó cũng không có lạnh gì lắm. Nhưng mà ở Hàn Quốc 10 độ mà cộng thêm gió nữa là quéo luôn. Nhưng mà buổi tối thì lạnh lắm. Cho nên là ốc phải dưỡng kỹ và giữ ấm kỹ nè. Ốc sử dụng đồ giữ nhiệt bên trong rồi mới mặc một bộ quần áo khác bên ngoài, rồi thêm một cái áo khoác vừa nữa, khoác nhẹ thôi. Mùa này thì cũng không cần phải áo khoác lông dày nặng, nhưng mà quan trọng cái lớp giữ nhiệt. Thì bạn giữ nhiệt cho toàn thân bạn như thế nào thì bạn cũng hãy giữ nhiệt và giữ ẩm cho làn da của chúng ta y như vậy. Các bạn nhìn thấy ghê không? Đây, bên này là mặt mộc, chỉ có dưỡng này, chưa bôi gì hết này. Bên này đã sử dụng cái em Magic Snow White. Đây là em kem dưỡng phải nói là rất là thần kỳ, bởi vậy mới dùng cái từ là magic đó, giống như là gọi như là ảo thuật vậy đó, rất là thần kỳ của Basle. Nó sẽ giúp cho bề mặt da của mình nó mịn, thiệt là mịn, nó căng và nó vẫn có độ ẩm. Ốc dưỡng như vậy là đủ để ra đường rồi. Đây là kem dưỡng làm trắng da nha mọi người, dưỡng sáng trắng da. Rồi mọi người nhìn một lần nữa ha, đây là cái bề mặt da sau khi ốc đã sử dụng kem. Bên này là da mộc của ốc nè, bên này là sau khi ốc đã sử dụng kem. Nó sẽ căng mịn như thế này và các bạn nhìn thấy là gần như là nó cũng xóa mờ cái ranh giới của cái vùng quầng thâm mắt, mặc dù nãy giờ chưa có sử dụng foundation hoặc là chưa có sử dụng concealer để mà che thâm mắt, nhưng mà nó cũng đã làm đều màu da. Cho nên là cái vùng da ở cằm, vùng da ở quầng mắt nó sậm hơn so với cái vùng da còn lại, nhưng mà nó cũng đã được cân bằng. Chào con yêu tăng thành công của mẹ. Ok, ốc sẽ bôi cho phần còn lại. Ốc sẽ bôi nửa mặt bên đây. Thực ra là chỉ cần như vậy là đủ ra đường rồi đó các bạn. Tại vì bây giờ là mình chỉ đi ra đường đi chơi với chị rùa, với đi ăn thôi. Và nếu kịp thì Ốc sẽ ghé showroom British Skin, là đối tác mỹ phẩm của Ốc nè. Ở đây thì Ốc có hai đối tác lớn, là một là British Skin và hai là công ty Gaia của Hàn Quốc. Mỗi lần sang đây thì Ốc hay làm việc với họ. Họ hỗ trợ Ốc rất là nhiều trong việc đem các sản phẩm chất lượng của Hàn Quốc về Việt Nam. Mê hũ này rồi. Mê quá. Đào Phương Đông em yêu ơi, cái hũ này nó thần thánh ghê gớm lắm. Mà nó đặc biệt là nó dùng cho mùa lạnh. Tại vì á nó làm cho da mình nó căng. Mướt. Hoàng Minh Bùi. Hello. Ủa Hoàng Bùi là Bùi Hoàng Minh, Bùi Minh Hoàng. Ông thấy là Avatar là để phần phim mới của Thu Trang Tiến Luật, chị 13. Ủa, mình có quen không ta? Tại vì sợ nhiều bạn trùng tên á.
Ở Việt Nam nóng dùng không được không chị? Phương Thảo Huỳnh biết sao không? Em này của Basle á, chị bán rất là chạy luôn. Tại vì á, nó có độ ẩm á, cho nên là nó không có làm da mình bị mốc. Ở Việt Nam á, mà nếu mình sử dụng những cái dòng kem mà nó làm da mình bị mốc là ghê lắm. Vẫn dùng được, có điều là mình sẽ cân chỉnh cái liều lượng một chút. Tức là ở Việt Nam nóng quá, nếu mà ngày nào mình biết phải đi ra đường, đi xe máy thì ốc sẽ sử dụng với cái liều lượng nó ít hơn. Nhưng mà ở đây ốc dùng nhiều hơn so với mức thông thường, lý do là tại vì bên này đang lạnh. Nó giống như kem sữa vậy đó Bích Thủy. Nó làm cho da của mình nó mịn như vậy đó. Thì đó, nãy giờ là ốc sử dụng thứ nhất là camera thường. Tại vì livestream cho nên cũng không có dịch chỉnh được cái gì hết. Cái thứ hai là cái ánh sáng tự nhiên chứ cũng không có xách theo cái đèn livestream. Nancy Ngân Hà, hello. Chị ở Việt Nam mà em, chị chỉ hay đi nước ngoài thôi chứ chị ở Việt Nam. Đó, đây là cái thành quả mà mình có được sau cái lớp kem dưỡng Magic Snow White của Basle, là cái kem dưỡng gọi là thần kỳ trong cái việc đem đến một cái bề mặt da nó căng mướt ẩm và nó sáng mịn. Chị đang ở Seoul, Hàn Quốc nè em Hùng Vương. Rồi, lại gần nha, lại gần cho mọi người nhìn nha. Nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế này và nó rất là mịn. Giá hũ kem này hả Chi Ha Lun, rất là mềm mại. Đây là giá chính hãng của Basle tại Việt Nam. Giá hũ kem này là 580.000 đồng một hũ. Hũ này là 50 ml, hũ nó tròn như vậy nè. Đây là sản phẩm chính ngạch hoàn toàn, cho nên mọi người yên tâm 100% nha. Ở Úc không, chắc Úc nghĩ là không có đâu, đang xin ngân hàng. Tại vì sản phẩm này thì bán nhiều nhất tại thị trường Việt Nam, mặc dù là nó được sản xuất tại Hàn Quốc. Tuy nhiên là nó cũng xuất đi nhiều nơi, nhưng mà theo như chị nhớ là chưa có tại Úc. Còn không thì chịu khó là lúc nào có về Việt Nam hoặc là người thân của mình có qua thì mình gửi theo. Tại vì cái hũ này 50 ml và nó rất là nhẹ, nhẹ tênh à, nhìn nó tròn rất là đẹp, giống như một cái bông tuyết trắng vậy đó các bạn. Và đây là sản phẩm chính ngạch hoàn toàn, cho nên là mọi người yên tâm ha, của thương hiệu Basle. Xinh quá nha người ơi. Ok, kem này là kem mình dưỡng ban ngày ha, nó sẽ giúp bật tông da, chống nắng nhẹ và nó giúp da của mình ẩm mượt và dưỡng trắng sáng một cách rất là tự nhiên. Nó mịn màng như vậy là đủ ra đường rồi. Ok rồi, bây giờ không có nhiều thời gian nữa. Sau khi đã dưỡng rồi thì ốc chỉ còn sơ sơ xương xương vài bước còn lại thôi là ra đường. Ốc sẽ sử dụng tiếp theo đến cái hộp phấn nước này để làm gì? Để soi gương thôi, chúng làm gì hết. Ốc sẽ kẹp lông mi nè, mọi người nhìn thấy mắt của ốc là đã phun mí rồi, cho nên là nó tiện ghê lắm. Chỉ thế này là xong rồi nè, đâu cần làm gì nữa đâu. Ok, ốc sẽ kẹp lông mi, nhưng mà các bạn nhớ là luôn kẹp lông mi nha. Kẹp lông mi để cho lông mi của mình nó mọc theo chiều lên, trong đôi mắt của mình nó có hồn hơn. Và đặc biệt là đối với những ai phun mí, khi bạn kẹp lông mi thì nó sẽ tạo ra một cái lớp đen viền xung quanh đôi mắt của mình, trong mắt của mình nó sẽ có độ sâu hơn. Khi mình đã phun mí rồi á thì bạn có thể vẽ thêm mắt nước hoặc không tùy, nhưng mà thường thì ốc sẽ vẽ thêm một chút xíu mắt nước ở phần đuôi để trong đuôi mắt của mình nó có sức sống, nó có hồn hơn thôi các bạn. Cái thao tác kẹp lông mi rất là quan trọng. Bạn kẹp từ trong gốc, bạn nhấp dần ra đến phía ngoài ha. Hãy sử dụng một cái kẹp lông mi tốt. Cái kẹp ốc đang sử dụng là cái kẹp của Suumeura. Thực ra thì những người nào hay trang điểm mới sử dụng cái kẹp này, thì cái kẹp này nó mắc tiền các bạn. Nó mắc hơn rất là nhiều so với kẹp bình thường, nó phải cỡ 500-600 ngàn một cái kẹp của Nhật. Nhưng mà tại tiệm ốc hiện tại cũng có cái dòng kẹp lông mi của Nhật luôn, nhưng mà là dòng kẹp bằng nhựa nhỏ xíu như vậy thôi, nhưng mà kẹp rất là cong. Nên là khi mà kẹp lông mi như vậy, bạn nhìn thấy trong đôi mắt của mình nó có hồn hơn không? Con chào cô, chào cô Hoa Bùi. Chị Chi Halun ơi, vẫn dùng được, chỉ có là chị sử dụng ít hơn cái liều lượng em vừa dùng thôi là vẫn rất là ổn. À, nó ra khi ra mồ hôi thì nó hơi trông nó hơi bóng một chút xíu, nhưng mọi người đừng lo, cái độ bóng của nó là cái độ bóng nhẹ, trông nó căng khỏe chứ không phải là cái độ bóng mà kiểu như là nó đổ dầu mà nó nhờn hết mặt đâu, cho nên là đừng có lo nha. Cảm ơn em Tây La yêu dấu của chị. Rồi, sau khi kẹp lông mi xong thì các bạn nhìn là đôi mắt của mình trông nó có hồn hơn rồi ha. Và ốc sẽ sử dụng một chút xíu mắt nước chỉ cho riêng cái vùng đuôi mắt thôi. Cái này là cái bí kíp nên các bạn có thể cập nhật nha. Ốc chỉ sử dụng mắt nước cho đúng cái đuôi mắt và ốc sẽ tạo ra một cái hình tam giác ở phần đuôi như thế này. Ốc không dùng cho phía trên tại vì đã phun rồi.
Bạn tạo ra hình tam giác, sau đó bạn tô màu ở giữa. Các bạn nhìn nè, đây là một bên đã có mắt nước, đuôi, và bên này thì có nhưng mà nó bay mất rồi, thì trong bên nào đẹp hơn? Rõ ràng là bên có nó đẹp hơn đúng không? Ông sẽ sử dụng mắt nước, make up shop này của Hàn Quốc luôn các bạn, tạo ra một cái hình tam giác. Rồi, sau đó tô màu. Tên tên tên, chơi trò tô màu. Xong, thế là ra đường không cần mascara, mặc dù ốc có mang. Tại vì ốc đi mà không phải đi quay, không có chứ rồi, không phải đi mà ghi hình á, thì việc make up nó đơn giản vô cùng luôn, không cần làm gì hết, không cần màu mắt, không cần mascara. Thường nếu mà xài mascara thì ốc hay sử dụng Maybelline, tại vì nó không phai và nó giúp cho lông mi của mình dày và cong, nó giữ độ cong rất là lâu. Thì Maybelline này là hàng chuẩn của Mỹ, ốc xách về tiệm của mình và thường xuyên bán sản phẩm này. Còn cái dòng mắt nước mà ốc vừa mới sử dụng là của Make Up Shop, cũng là hàng chính ngạch của Hàn Quốc tại Việt Nam, có mặt trên kệ của mình. Cây này giá nó cũng mềm thôi các bạn. Cũng có một số những dòng mắt nước mà waterproof, tức là không phai nữa, của Mỹ rồi của Thái Lan cũng có trên kệ của mình. Cái phấn nước này á, khi mà bạn có cái hộp phấn nước này á, thì bạn sẽ chủ động hơn trong việc làm đẹp. Ông nói ví dụ bây giờ ốc sức kem rồi là không cần làm gì nữa, nhưng mà ví dụ như hôm nào trông mệt mỏi quá, hoặc là cần che thêm một chút khuyết điểm ở phần quầng mắt, hoặc là ở một số khu vực nào mà mình cảm thấy nó đang không ổn lắm, thì bạn có thể sử dụng cái dòng phấn nước này. Bạn chỉ chấm lên chính cái khu vực đó thôi là xong. Ốc chỉ ví dụ thôi chứ hiện tại thì ốc không cần che gì thêm. Ốc nói ví dụ là mình muốn thì mình sẽ chấm thêm ở một số những cái vùng đó là xong. Còn hiện tại thì cái lớp kem mà của Magic Snow White Pastel này nó tạo ra thì ốc đã rất là hài lòng rồi, và ốc sẽ không cần thêm một cái thao tác gì nữa. Còn cái em phấn nước mà hồi nãy ốc nói rằng là bạn nên có, thì thực sự là nó sẽ giúp che khuyết điểm rất là tốt. Nó giúp cho da mình bóng khỏe, nó giúp cho da mình được chống nắng với chỉ số chống nắng là 50 SPF, cho nên là mình cứ luôn thủ nó trong giỏ của mình. Cái dòng phấn nước này ốc đem về từ thương hiệu British Skin, giá của nó là 580.000 đồng một hộp. Nó gồm có hai tông, 21 và 23. Thì như mọi hãng khác thì 21 sẽ là tông sáng hơn một chút và 23 thì nó là sẽ là tông tự nhiên. Và mình sẽ tặng kèm cho các bạn 5 miếng giấy tẩy trang cấp ẩm Hyaluronic cùng thương hiệu British Skin luôn. Ok, sau khi mà đã sức Basle Magic Snow White rồi, trải thêm một xíu cái phần đuôi mắt và kẹp lông mi rồi, thì bước cuối cùng ốc chỉ cần dưỡng môi hoặc là đánh son nếu thích thôi. Thì ốc hay sử dụng son dưỡng. Ở tiệm mình thì có dòng dưỡng, một là cái son dưỡng trứng EOS của Mỹ các bạn. Nó là dòng organic, là hữu cơ 100%. Hai thì ốc sẽ sử dụng cái dòng son Vaseline, mà son dưỡng mà tạo màu á, một chút màu á là đủ. Nhưng mà bây giờ ra đường thì ốc muốn trông mình tươi tắn hơn một chút, cho nên ốc sẽ sử dụng thêm một chút xíu son khác nữa. Tại tiệm mình thì rất là nhiều dòng son. Đây là cái môi không có đánh son ha. Bây giờ ốc sẽ đánh thêm một chút xíu son. Cái son này ốc mượn của cô La. Rồi, ốc sẽ đánh lên. Mỗi khi mà đi cái vùng mà lạnh á, ốc sẽ ưu tiên đánh son nó có một chút dưỡng, để môi của mình á, nó không có bị khô. Ốc sẽ đánh tự nhiên như vậy và sử dụng thêm cả son dưỡng nữa. À, ốc có cái dòng son dưỡng có màu này rất là ok nè. Để cho mọi người xem xong rồi ốc sẽ bye bye mình ra đường. Chờ ốc chút xíu nha. Cái dòng son dưỡng này ốc mang theo nhiều cây son, tại vì mình có chụp hình nữa, đủ hết từ Lancôme cho đến Libotin, Crystal Libotin đó các bạn. Rồi Make Up Forever Anna Sui là cái cây ốc vừa mới đánh. Ốc mang theo nhiều son lắm, ốc mê son. Rồi Glam là son dưỡng. Ốc còn mang theo cả cái son Sivana's Colors này, màu cam đất của Thái Lan rất là đẹp, cũng có trên tiệm của mình luôn á.
Và cái dòng son dưỡng này nãy ông nói là ông lấy cho mọi người xem, là cái dòng son dưỡng này nó có màu của cốt xù. Đi đâu mà mùa lạnh ông luôn mang theo. Nó là nhìn cái màu nó vậy thôi, chứ lên môi nó chỉ ửng màu đỏ mà pha một chút cam, nó làm cho mặt mình tươi, răng mình sẽ sáng và trắng hơn. Và nó đồng thời là son dưỡng luôn, cho nên mình không có sợ khô môi. Cái dòng này là cũng có trên kệ của ốc mama. Rồi, ốc đã xong hết rồi. Giờ thì không biết cái máy nó dễ coi chưa. Xíu thì mình sẽ, tại vì sao tóc ốc bây giờ nó dài quá rồi các bạn. Cái tóc máy nó dài quá nên ốc không có để ra được bình thường nữa. Tối hôm qua thì trước khi đi mình đã sấy, ốc sấy xong rồi ốc cuộn. Mình đã uốn đuôi rồi cho nên là không cần phải làm gì nữa hết. Chỉ cần như thế này thôi là đủ ra đường rồi nè, thấy không? Đó, và nó đã quăng rồi, tiện lợi không? Đó là tác dụng của việc cắt tóc ngắn. Và cái cuộn mái thần thánh nó sẽ giúp cho mái mình có độ phồng. À, ốc còn xả với dầu xả của Curlen nữa. Hôm qua ốc có livestream nên các bạn có thể xem lại ở trên face của mình đó. Cái dầu xả đó sẽ làm cho tóc của mình nó rất là bung, nó rất là phồng, nó không có bị xẹp tóc. Và khi tóc xẹp á, thì mình tạo kiểu rất là khó. Nhưng khi tóc nó có độ bung thì bạn thấy là thực ra chỉ cần như thế này thôi, ốc cột lên là xong rồi. Là có thể đủ để ra đường rồi. Giờ thì vô thay đồ là xong rồi. Ốc có hẹn mọi người, ốc nói là ốc like 10 phút mình nãy giờ hư quá, like lâu quá. Tại vì nhiều câu hỏi quá xong cứ trả lời từ cái này sang cái kia thế là nó bị lâu. Mình sẽ bao ekip đi ăn để chuộc lỗi nha. Không biết có nghe tôi nói không đây. Cười. Để tôi biết mà. Tôi biết tôi lâu quá mà. Ok, rồi ốc sẽ cột tóc lên. Nói chứ đi nước ngoài cứ nói là ừ lên nói chuyện vậy thôi chứ nhiều ngày ấy, các bạn biết không, mệt phờ râu ra. Thế là không về không làm gì nổi nữa. Và lỡ hẹn với mọi người đó. Thế là xong. Thế là biến hình được rồi. Ok rồi, tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì nãy giờ các bạn đã nói chuyện với ốc nè. Nếu mà các bạn cần gì thì có thể inbox trực tiếp cho tiệm ốc mama trên page ốc mama, hoặc là page chính thức của ốc, octhanhvan.ocmama. Các bạn có thể xem những cái thông tin rất là xác thực, nên các bạn đừng có vào những cái Facebook mà mình cảm thấy không tin cậy, mặc dù thấy hình ốc là Facebook giả đó. Tiệm của mình có hai số điện thoại là 0932-2032, 0903-300-230. Cảm ơn mẹ yêu, mẹ ốc ạ, bà ngoại á, Xuân Vũ ngon miệng nhé, gái yêu. Đây nè, thôi các bạn nhìn cái bình luận mà ốc ghi ở trên đầu luôn. Số 22 Đào Tấn, phường 5, quận 5, gần ngay chợ Hòa Bình là tiệm của ốc ha. Cộng với cả số điện thoại, cả hai cái đường link page chính thức, để cho mọi người không có bị nhầm lẫn với các bà ốc fake ha. Đây là ốc thiệt, ốc xịn, ốc nguyên con. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì ốc sẽ đi ra đường đây và sẽ thưởng thức những món ngon của đường phố Seoul về đêm. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại nha. Khi nào có hình đẹp thì ốc sẽ khoe. Bye.